Thưa quý vị, liên quan đến vụ án dâm ô trẻ em của đối tượng Cao Mạnh Hùng sinh năm 1983 xảy ra vào tháng 1 năm 2017 tại quận Hoàng Mai, Hà Nội từng gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Chiều nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với Cao Mạnh Hùng về tội dâm ô trẻ em. Tại phần tranh luận của phiên tòa, trái ngược với dự đoán của nhiều người, đối tượng Cao Mạnh Hùng ngoan cố và không thừa nhận hành vi tội dâm ô trẻ em của mình. Điều này khiến gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc. Sau thời gian lắng nghe các bên tham gia tranh tụng và tiến hành nghị án trong vòng 10 phút, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm Cao Mạnh Hùng mức án 2 năm tù giam về tội dâm ô với trẻ em và bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền là 20,7 triệu đồng. Gia đình nạn nhân cho biết mức án mà hội đồng xét xử đưa ra chưa đủ sức gian đe và cho biết sẽ tiến hành kháng án ở cấp cao hơn.